Tiếp tục thông tin về vụ xét xử nhân viên ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội mà chào buổi tối đã đưa. Sau khi tòa tuyên Cao Mạnh Hùng phải chịu 2 năm tù vì hành vi dâm ô trẻ em vào chiều ngày hôm qua, gia đình cháu bé nạn nhân đã bày tỏ sự không hài lòng và cho biết là sẽ tiếp tục kháng cáo. Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày hôm qua 29 tháng 9, Cao Mạnh Hùng đã bị kết án 2 năm tù, phải bồi thường cho gia đình nạn nhân là 20,7 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng bản án này quá nhẹ, không đủ tính răn đe. Mẹ của nạn nhân cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo và muốn Hùng phải chịu mức án cao hơn. Trong khi đó, tại tòa, Cao Mạnh Hùng không thừa nhận hành vi dâm ô đối với cháu N. Theo lời khai của anh ta, vào tối 8 tháng 1 thì Hùng có bế cháu N và vô tình chạm vào bộ phận sinh dục của cháu. Nhưng căn cứ vào lời khai của bị hại và nhân chứng cùng các tài liệu khác do cơ quan điều tra thu được, có cơ sở để khẳng định Hùng đã 2 lần bế cô bé N vào con ngách và có hành vi sờ tay vào bộ phận sinh dục của cháu bé. Quá trình điều tra, cháu N và một bé gái khác tên là H khai, thời điểm năm 2016, từng bị Cao Mạnh Hùng có hành vi dâm ô khi hai cô bé này vào nhà Hùng chơi. Tuy nhiên, do không có tài liệu nào để chứng minh nên không đủ căn cứ xử lý Hùng với các hành vi này. Đúng là bác sĩ nói với tôi là bị không thể dừng vào đấy, không có người có đặt qua.